Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Miền Thành EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là siêu anh hùng Marvel đại chiến. Thì cái series này mình rất là thích làm và mình có đã tự cày lên cấp 7 cho Spider-Man rồi. Chúng ta sẽ vào thôi. Thì mình sẽ kiểm tra lại xem các anh hùng của chúng ta hiện tại vẫn chỉ có mình có thêm Iron Fist. Ok, thằng này là người Trung Quốc, không phải người Trung Quốc mà học võ công Trung Quốc, khá là bá đạo. Ok, thì mình sẽ chúng ta sẽ vào cái phần các cái viên ngọc này và mình sẽ mở cho các bạn xem một vị tướng. Ở đây chúng ta sẽ có là mình sẽ xem nào, quest này. Đây, chúng ta sẽ có thể làm một crystal sẽ được một hero 4 sao bằng cách là sẽ bỏ ra 100 cái tờ đồng bạc này. Chúng ta hãy thử nhá. Lấy một cái thôi. Tiếc quá. Ok, nó sẽ mở ra nào. Mở ra nào. 4 sao đây. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Rồi thô. Ai đây? Dừng lại nào. Wolverine. Ui, 2 sao kìa. Đù. Đừng. Sao có 2 sao vậy? Ôi. Cái trò này lừa đảo rồi. Sao có thằng 2 sao vậy? Chán vơn. Thôi kệ ở cái trò này, thật ra thì rõ ràng là được rất nhiều con 4 sao mà. Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Và mình sẽ cần edit lại team. Chúng ta sẽ cần edit lại team. Thêm được một con mới. Con này là con gì ta? Mình không biết anh hùng này anh hùng gì hay là ác nhân nữa. Ok, và mình phải edit team thôi. Ở phần edit team chúng ta sẽ cần phải là chiến đấu này. Và mình sẽ tiếp tục thi đấu cái với người chơi nhá. Rất là hay đây. Chúng ta sẽ continue thôi. Cho thi đấu 1-1 nhá. Và mình cần edit team trước. À không, cái này là thi đấu 1-1. Và mình sẽ dùng Ultron. Đầu tiên là Spider-Man trước này. Tất cả những anh hùng mạnh nhất của mình. Chúng ta sẽ Fin Mask trận đấu nào. Black Panther 260. Ôi, gớm vậy ta. Làm thế nào mà thắng đây? Không sao cả. Ok, mình sẽ xem mà thắng được Chim Bóng Đen không nhá. Nó vượt. Đúng rồi. Vào đây. Rít máu anh à. Vào đây, đúng rồi, yes. Mày 260 à? Tao phải sợ mày à? Rồi, thấm thế anh. Tụ à? Anh đã chú tụ rồi. Chú tụ rồi. Quá nhanh, thân thủ quá nhanh. Yes. Why? Spider-Man Homecoming. Và mình giành chiến thắng rồi. Thì hệ thắng của mình bây giờ mình mới có thua có một trận thôi từ khi thi đấu gọi là rank đi. 260 mà anh sợ à? Ok, ta sẽ tiếp tục nào. Chiến binh thứ hai, Ultron lên. Rất chi là căng thẳng. Hãy đối đầu với Spider-Man. 242, tỷ lệ win là 90. Cái chuỗi thắng mình là chuỗi thắng 10 rồi, của nó là 7. Mình có hơi hơi sợ một chút đấy. Ultron. Vào đây. Wow. Kinh. Ôi nhanh thế. Nhanh vậy ta. Kinh vậy. Bắn tia. Hay đấy. Vào đấy, bắn tao à? Bắn tao hơi nhiều đấy. Ui dồi ôi. Kinh, mày kinh à? Vào đây, KO. Ultron, thấy chứ anh của chưa? Sức mạnh có đẳng cấp đấy. Hơi chém gió tí nhưng thật sự là mình yếu hơn nó đến gần 100 điểm. Vậy sao mình vẫn thắng được?
Ok, ra sẽ đến với trận thứ ba nào. Chuỗi win streak của mình lên là 11 rồi. Storm, chiến binh bão tố. Storm sẽ thành viên thứ ba. Bắt đầu thi đấu nào. Iron Force 228, tỷ thắng 100%. Win streak thứ ba. Xin lỗi các bạn nhá, mình đang hơi ốm một tí. Iron Force. Oh. Đừng có tưởng nhá, đừng có nhờ mấy chị. Mày không thủ á? Wow. Nhờn. Ui giời ơi, mình quên mất. Rất sét này, KO. Mình còn chưa mất đến nửa máu cơ. Mấy bạn này thực sự rất kém. Và rất sorry các bạn nhá, tại vì chỗ nhà mình đang sửa nhà nên hơi ồn một tí. Ok, nó sẽ đến với trận tiếp theo thôi. Tiếp theo là Iron First. Cái thằng Blackbone này là rất là khỏe, mình đọc trong cái tin. Wow, Winter Soldier, chiến binh mùa đông. Wow. Chiến binh mùa đông, tỷ lệ chiến thắng của nó bình thường thôi. Nhưng mà mình xem cái chỉ số của nó như nào. 259, 164. Nhờn với anh à? Sợ thua mất. Khỏe quá. Ui giời ơi. Ghê quá. Nó hay thế nhờ, nó thủ được. Ừ, thôi rồi. Win streak của mình thua rồi, chạy tới thua rồi. Help. Wow, cái này hay quá các bạn ạ. Rồi, win streak đã dừng lại ở con số 12. Đó, không sao. Chúng ta đến với trận tiếp theo. Iron Man. Win streak long 12 thôi. Ok, chúng ta nên tạm dừng ở đấy thôi. Thằng Iron Man thì khá là yếu nhưng mình cũng không thể chủ quan được. Nó là 120. Sao? Kinh ta. Kinh nhỉ. Ok, mình bị ấy quá, thôi xin lỗi các bạn nha, mình đang hơi bận tí thật à. Bị nó đánh cho kinh quá rồi. Ok, nó sẽ quay trở lại và mình vẫn thắng thôi, thằng này là khá là yếu. Ok, nó sẽ xem còn trận nào nữa không ta. Ở đây nó sẽ còn là một thằng nữa, thằng mới này nữa. Finmart thôi. Mình thắng khá là nhiều rồi. Scarlet Witch à, 110. Long Shake à. Cái chuỗi trận thắng là 4 trận thắng liên tiếp. Mình 12 trận cơ. Và khá là cùi bắp thôi. Wow. 181. Wow. Làm gì anh? Wow. Mình sẽ để tụ hai skill nha. Thôi không cần nữa. Quá là bá đạo luôn. Rồi. Chúng ta sẽ còn một trận nữa, chúng ta hết 3 sao rồi và mình sẽ đấu 3-3 nhé các bạn. 3-3 thì một sao cũng được. 3-3 đâu. Đây, Bavia sẽ yêu cầu một sao hoặc là Spider-Man, Gamora và Iron Man. Finmas. Đấu trận tiếp theo nào. Finmas continue, chiến binh áo đen này. Chiến luôn. Và như cái này có cả hệ hay sao ấy. Thanos team mới sợ. Tôi hơi choáng đấy. Thanos team. Spider-Man thì có cái chỉ số là cao nhất luôn. 133. Mày đứng đấy ạ, đứng đấy cho ai nhìn. Châu nhờ. Kinh ta. Ok, bắn tơ này. Lao đến. Sổ. Cả ngày. Bắn cái tia năng lượng khá đấy. Nhưng mình vẫn win thôi.
chúng ta next fight luôn, không phải nói nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai nào. Sẽ là Gamora sẽ đầu với nhìn tao á, mày nhìn á, mày nhìn chị á. Wow, 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 kiếm chém này. Nhường, ăn quả đi, ăn quả đi, ăn quả đi. Vào đây, vào đây, vào đây này, win. Rồi ôi, chiều khí quá đẹp, kiếm chém đôi đầu. Final fight, mình chiến thắng rồi, mình đánh hai trận rồi, nhưng thắng trận này sẽ được nhiều điểm hơn. Chỉ mình báo đèn. Ghê ta, ghê ta, ghê ta. Nạp á, nạp á. Tại sao các mình không dùng chiêu nạp? Tại vì là chiêu nạp nó rất là chia điểm yếu. Khi mà đối phương nạp thì mình có thể lao vào đấm được. Vào này, vào này, vào đây, đúng nhìn tao á, thằng báo đen này á. Nạp á. Kinh nghiệm đầy mình đây. Có vẻ ghê, có vẻ ghê, có vẻ ghê. Winner, và mình đã giành chiến thắng gần như là tất cả các trận thi đấu hôm nay rồi. Chỉ thua mỗi thằng Winter Soldier thôi, khá là đáng tiếc. Không thì cái chuỗi trận thắng của mình sẽ tăng lên rất là nhiều. Rồi, ok, chúng ta sẽ series 1 và chúng ta sẽ được bonus rất là nhiều luôn. Ok, next series, mình hết người có thể thi đấu rồi. Không sao, chúng ta sẽ quay trở lại nào. Quay trở lại cái thực hiện cái nhiệm vụ hàng ngày tiếp theo thôi. Và mình có khá là nhiều cái viên ngọc này, mình sẽ mở bớt ra. Rồi, limit. Mấy cái này thì nó khá là nhiều thứ. Virtual này, cái này quest này, có cái nhiệm vụ hàng ngày ấy, có cái Dota. Cái này cần phải 11 tiếng nữa mình mới mở được, mình mới mở cái này. Mấy cái này không mở được rồi. Free crystal một viên rồi. Cái này thì không có tướng, chúng ta sẽ không được tướng đâu, khá đáng tiếc. Mua được cái thằng ghẻ lửa ác lào được 2 sao. Cục gì đây, gold 900 được rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại và edit team và thực hiện tiếp cái nhiệm vụ. Ok, mình đang thực hiện cái nhiệm vụ homecoming của Spider-Man. Ở đây 89% rồi, mình sẽ làm tiếp cái này. Mình sẽ phải edit team thôi. Storm này, Iron First, Blackboard. Cái thằng này có cái gì nhỉ? Phải có chiêu qua Sonic Head kỳ khủng. Abomination, Abomination. Ở đây nó có hệ nó này, đây là hệ dị nhân này. Cái này hình như là hệ cái công nghệ phải không? Cái này là hóa chất. Còn này là hệ siêu nhân vũ trụ. Wow. Mình cần phải có hệ siêu nhân vũ trụ trong team. Cấp 12 này, cái này khá là nhiều rồi. Black Boss, Spider-Man vẫn là nhân vật chủ đạo của mình thôi. Ok, mình sẽ không cần thay đổi đâu. À thôi, mình sẽ thay đổi đi. Edit team, mình sẽ thay Abomination này vào. Ok. Rồi, ok, nó sẽ bắt đầu begin quest thôi. Khá là đẹp. Spider-Man và hai chàng to con đứng hai bên. Skip. Mình thực hiện khá là nhiều cái nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ đi theo đường nào đây? Và mình sẽ vẫn đi theo cái đường Iron First thôi. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiến đến Iron First. Iron Fist. Mình sẽ dùng thằng nào đây? Dùng người nhện luôn. Người nhện chiến luôn. Không phải xoắn. Oh, người nhện sẽ chiến đấu với hình như mình đi hơi nhầm đường rồi. Thôi, đánh xong đã, tính sau. Thôi thôi, từ hơi nhầm rồi nhá, hơi nhầm đấy. Thằng này yếu mà, yếu mà. Winner. Ok, một chiến thắng khá dễ dàng thôi. Đến với trận thứ hai, đối đầu với con nào đây? Chúng ta sẽ theo đường này, có thể đối đầu được với Wolverine này, Cyclops, Thor, Champion,
Electra, Electra là con nào? Con này trâu máu thật, 720 máu. Đập tiếp nào, nó sẽ đập tiếp nữa thôi. Ok, đập tiếp thôi. Ready, go, go. Thằng này thủ thì rất là trâu nhưng mà... Ôi dồi ôi, vào đây, ăn đấm đi. Ôi dồi ôi. Con này nhanh quá, tốc độ. Tốc độ này. Mình trâu mà. Mình gọi mắc trâu luôn, wow. Mình sẽ chúng ta sẽ đội. Wow, thôi rồi. Lao đến. Đây rồi. Wow. Khi đạt đủ 2 thanh năng lượng thì sẽ có một chiêu chiêu khác. Tất cả có 3 chiêu cơ. Rồi, chúng ta tiến dần đến Cyclops này. Cyclops. Mình sẽ đến cái đường này mình đi rồi ta. Hình như mình đi nhầm đường rồi. Groot, Groot. Đáng lẽ mình phải đi đường trên để có thể đối đầu với Venom cơ. Ok, có thể chúng ta sẽ bỏ lại phần này đi. Chúng ta sẽ không end quest sao nhỉ? End quest thì không được. Đang làm mà. Làm nốt thôi, chúng ta sẽ làm nốt đến Thor này, đến Cyclops. Rồi, bắt đầu vào nào. Mình đang định để cho Spider-Man đối đầu với Venom cơ. Thor này thì ở đây này, nó có các cái thuộc tính, có nghĩa là máy móc mà gặp với thần với các tính năng vũ trụ thì sẽ giảm đi này. Cái này thì không này. Ok, thì mình sẽ dùng cái thằng này đi. Chiến thôi. Rồi, cái nhiệm vụ này khá là lâu đấy, thì mình nghĩ mình sẽ làm tự làm thôi. Còn lúc nào quay cho các bạn thì mình sẽ quay những phần đấu vơ xua nhá. Nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình sẽ đánh nốt thằng này. Ok. Đúng rồi. Dã như ăn như con dã. Vào đây này, Thor này. Đây rồi. Winner. Định quăng búa à? Không được đâu. Ok. Và mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo của siêu anh hùng Marvel đại chiến. À, được 5 đồng tiền này. Khá ngon. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Lên cấp 8 rồi.